Rồi, shop lại Silly Shot xin chào toàn thể tất cả các bạn đam mê nano cao su. Thì hôm nay bên em xin đến với các bạn trong một cái video giới thiệu về các phiên bản về ná ưng vương, những cái phiên bản VIP của bên shop lợi Silly Shot nhé. Ná được bo mài từ phôi. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho các bạn và các bác những cái phôi pha của bên em. Đó. Thì cũng giống như lần trước ấy, thì em có trình chiếu cho các bạn xem đó những cái phần phôi ná ở bên công xưởng của bên em. Đó, nó rất là nói chung là rất là hoành tráng các bác nhé. Cái số lượng rất là nhiều. Em cũng chỉ trình chiếu một cái phần nhỏ thôi, bởi vì các bác cứ nghĩ là mỗi cái phần chạc ná thì bên em cắt tầm khoảng cỡ là 500, số lượng 500. Nếu mà hai cỡ chạc thì là 1000. Đó, bên em có rất là nhiều mẫu ná như vậy, thì các bác cứ ngồi các bác nhân lên thôi là số lượng nó là bao nhiêu. Nó cả tính theo là hàng ngàn các bác nhé. Tính theo hàng ngàn chiếc phôi ná như vậy. Đó, thì các bác có thể ngồi các bác nhân ra cái số tiền đầu tư của bên em vào những cây ná và những cái công cụ máy móc của bên em làm. Bên em là một cái công xưởng và bên em tập trung tối đa vào cái phần sản xuất ná. Đó, sản xuất ná. Bên em hầu như không có thời gian đi săn và đi bắn chim quảng cáo ná đâu các bác nhé. Bên em tập trung hết vào, toàn lực, toàn tâm vào cái phần gọi là sản phẩm của mình, sản xuất sản phẩm của mình và phần chăm sóc khách hàng các bác nhé. Chăm sóc khách hàng. Em tập trung vào cái phần chất lượng sản phẩm và cố gắng để mà gọi là làm số lượng bán ra với cái giá cạnh tranh nhất trên thị trường. Đó, hàng thì được ăn theo số lượng, nên vậy á, mình lời ít thôi nhưng mà mình có số lượng á, thì mình sẽ có tiền mình trả cho nhân viên của mình. Đó, có tiền nuôi quân, nuôi lính các bác nhé. Các bác hiểu đơn giản là như vậy. Chứ còn thực chất là các quy trình làm ná của bên em nó rất là chặt chẽ và nó lực làm từ phôi. Cái kinh nghiệm gọi là sông pha chiến trường trận mạc về gọi là phôi ná. Đó, tất cả các loại phôi em đã nghiên cứu từ trước đến giờ, em đã nghiên cứu rất là nhiều. Đó, nên vậy em mới tập trung em đưa ra những cái sản phẩm tốt cho các bác ở trên thị trường, và với cam kết là tiêu chí luôn luôn hàng tới nơi. Đấy, mong mỏi khách kiểm tra thật kỹ trước khi nhận, và sau khi nhận thì được xài thêm 3 ngày nữa để test cái sản phẩm xem nó có bị trục trặc gì hay không. Tất cả các trục trặc được lỗi một đổi một, được bảo hành. Đó, và nếu khách không hài lòng với sản phẩm của shop, có quyền yêu cầu shop hoàn lại tiền. Đó, để tham khảo những nơi khác để họ tìm được sản phẩm phù hợp với mình hơn. Đó là như thế các bác nhé. Điều kiện đổi trả hàng, hoàn tiền. Đó là sản phẩm còn nguyên vẹn, không bị đập trạc, không bị rơi rớt móc méo, giống như trạng thái ban đầu. Đó là như vậy thôi. Trong 3 ngày, 1 ngày, 2 ngày các bác xài test là các bác đủ biết rồi. Thì các bác cũng hiểu rằng là cái nguyên tắc mua bán đơn giản như vậy, bên em rất là sòng phẳng và uy tín. Rồi, sau đây em xin đi vào cái phần giới thiệu về cái quy trình làm ná của cái cây phôi ưng vương này các bác nhé. Đây là hai cái tấm phôi này. Đó, tấm phôi chặt 7.5 và chặt 8. Chặt 7.5 và chặt 8 các bạn nhé. Đấy, thì các bạn xem những cái bề mặt phôi này thì nó sẽ không được phẳng đâu. Nó không phẳng và nó rỗ lắm. Đấy, nó đen xì như này này. Đấy, đôi khi các bạn còn nhìn thấy cả các cái vết ố ở đây nữa. Các bạn cứ nghĩ là nó han, nhưng thực chất là inox thì làm sao mà han được nhá. Inox không có han được các bạn nhá. Inox không có han được. Nhưng mà người ta nói là ngọc không mài thì không có sáng được các bạn nhá. Không mài thì không sáng được. Còn ná, phôi ná các bạn cũng phải trải qua quá trình mài. Phải mài rất là tỉ mỉ thì các bạn mới lên được cái bề mặt sáng của cái tấm inox này được. Đây mình sẽ chiếu cho các bạn xem để các bạn hình dung cho nó dễ. Ở đây là có một cái phiên bản này á, phiên bản ở bên này á, là chúng ta là làm phẳng inox, làm sáng thôi nhá, mới làm sáng thôi. Đây, ở đây nó chưa đủ độ bóng. Còn bên đây các bạn nhìn thấy là nó có độ bóng này, thấy không? Bóng mà mình sẽ chiếu cho các bạn không còn một cái vết xước nào nhỏ ở trên đấy luôn nhá. Bóng bên mình làm bóng là đến mức như vậy đó. Nếu mà bóng gương á, phiên bản bóng gương các bạn sẽ đánh cho nó không còn một cái tì vết nào ở trên phía này. Đây mình quay sát video cho các bạn xem, nhìn thấy không? Nó bóng giống như mặt gương vậy. Còn một số bên mà đánh bóng á,
đánh bóng mà nó xước ở trên mặt thì đó không thể gọi là bóng đóng gương được đấy, nó không có đẳng cấp các bạn nhé, nó không có đẳng cấp, nó không có đẳng cấp về cái bóng gương. Về cái bóng gương này thì các bạn những cái người mà sưu tập ấy thì người ta lại thích cực kỳ, người ta yêu cầu là phải bóng gương cho người ta đó. Ở đây là đánh bóng. Từ đây mình giới thiệu cho các bạn để các bạn dễ hình dung, đó là từ cái tấm phôi này các bạn trải qua. Bước đầu tiên là các bạn sẽ phải vệ sinh tấm phôi này hết đi nhá. Bước 1, bước 2 thì các bạn phải trải qua cái quá trình các bạn bo cái cạnh này đi này. Các bạn nhìn đây là cái cạnh của nó, cạnh phôi này và cái cạnh bo này nhìn nó khác hẳn nhau đúng không? Nhìn cái cạnh phôi và cạnh bo này nó khác nhau. Ở đây rất là sắc, nếu các bạn cầm vào thì rất là đau tay. Ở đây chúng ta phải bo đánh tròn hết các cạnh đi. Đấy, ở phía dưới này cũng vậy, chúng ta cũng phải bo cho nó tròn cạnh xuống tới cái viền này luôn. Đấy. Tất cả các cạnh chúng ta phải bo. Ở phía trong lòng trạc này chúng ta cũng phải đánh. Đấy, không nó đen như thế này. Cái phân viền này cũng phải bo. Đấy. Sau đấy chúng ta phải trà phẳng hết đi. Ở đây nó sẽ có những vết rỗ. Khi các bạn trà ra nó sẽ rỗ xuống và phải trà đến khi nào nó phẳng nó bằng thì mới được. Đấy. Sau khi trà phẳng trà bằng này thì các bạn phải lên một bước nữa, các bạn phải lên bóng như thế này nữa. Đó. Thêm một bước bóng như vậy nữa. Trải qua rất là nhiều quy trình và công đoạn. Nếu mà các bạn mài ná các bạn sẽ thấy được là cái sự công phu của quy trình mài ná. Và sau đấy á, sau đó là đến cái quy trình mà gắn ốc titan cho ná các bạn nhé. Trang trí các cái ốc titan này cho ná sao cho nó vừa vặn. Ốc titan không phải là cứ gắn là vừa đâu các bạn nhé. Không phải là gắn là vừa đâu. Đấy. Cứ không phải là gắn là vừa. Thì chúng ta cũng phải lựa từng thế con ốc. Đó. Các loại con ốc chúng ta bài trí làm sao cho nó phù hợp. Đó. Còn cái cả quá trình cắt ốc rồi mài ốc nữa. Không phải con ốc nào nó cũng ngắn giống nhau cả. Thì trong quá trình kể cả bắt ốc cũng đây cũng vậy nè. Đấy. Khi các bạn bắt ốc vào trong cái cây ná này cũng không phải là đơn giản các bạn nhé. Không phải là đơn giản đâu. Nếu mà chúng ta không làm thủ công á mà chúng ta chạy theo hàng loạt ấy, thì cái con ốc này nó sẽ không thẳng hàng. Nó không thẳng hàng dẫn đến khi méo sạch qua bên là các bạn sẽ dục cái cây ná ngay nhá. Tạo ốc này mà nếu mà nó lệch qua nó không thẳng hàng phát là coi như là cây ná dục đi luôn á. Nên vậy làm ốc này rất là chua chát. Vậy có một số bên người ta nói là ôi giời ơi cứ làm bắt mấy con ốc này vào phát là bán giá cao. Đó, bán giá cao lắm. Như cái phiên bản này bên em là bán giá phiên bản này á. Phiên bản 3 ốc này thì 450.000 này. Đó. Còn phiên bản 4 ốc này. Phiên bản 4 ốc này á là 500.000 các bạn nhé. Đó. Phiên bản 5 ốc này á thì nó là 550.000. Đấy. Nhiều bác bảo là ôi giời ơi, cứ gắn con ốc này vào phát là hô biến, phát là bán giá cao. Nhưng mà em nói thật với các bác là nói như vậy là không có một cái hiểu biết gì về ná cả. Và không có biết gì về cái quy trình làm ná. Thật sự là như vậy. Người ta nói nhưng mà người ta cũng không có làm được. Bây giờ các bác cứ thử, các bác cứ thử qua hỏi các shop mua các phiên bản làm 3 ốc, 4 ốc và 5 ốc. Rồi các bác yêu cầu người ta làm cho các bác xem người ta tính các bác như thế nào nhá. Đấy, người ta bảo là dễ ăn lắm. Đó. Không hề dễ ăn tí nào. Nếu dễ ăn thì trên thị trường người ta đã bán ồ ạt hàng loạt như thế này rồi các bác nhá. Đó. Bước cuối cùng á thì em sẽ lên vân chống đồng. Em lên vân chống đồng cho ná và khắc tên theo yêu cầu cho các bác. Đó, khắc tên theo yêu cầu cho các bác. Đó là bước cuối cùng nhá. Bước cuối cùng thì sẽ là lên vân chống đồng như thế này. Lên vân chống đồng để làm gì? Lên vân chống đồng để trong quá trình các bạn đi bắn á, thì nó chống trơn trượt, chống bám vân tay. Và khi mà đi săn á, thì nó lại đạt cái hiệu quả rất là cao. Các bạn nhá, hình thức nó vừa đẹp. Chống trơn trượt, chống xước luôn. Chống xước luôn. Vân chống đồng này nhiều bác hỏi là nó có bị mờ hay không. Thì em cam kết với các bác là không có bị mờ các bác nhá. Không có bị mờ. Chỉ trừ trường hợp các bác lấy dây nhám các bác trà đi ấy, thì tất nhiên rồi. Trà thì nó mòn đi thì nó phải bay đi thôi chứ. Lấy dây nhám mà trà thì chẳng có cái gì mà chịu nổi hết. Kể cả tất cả các cái nước mà các bác phun cát lên cũng vậy. Nếu các bác lấy dây nhám các bác trà thì đều bay hết các bác nhá. Đó, còn cái loại vân chống đồng này thì các bác có thể sử dụng khăn lau các bác lau thoải mái. Các hợp chất các bác lau thoải mái cho nó sáng lại, không có vấn đề gì hết. Không bị phai mờ. Đấy.
rất nhiều lá thủ nhận được lá của em đã đi săn bằng cái vân chống đồng này. Đấy, nó không có cái vấn đề gì mà phải khó khăn cả. Rồi sau đây thì em xin đi vào cái nguyên tắc mua bán của bên em như sau. Có cái số điện thoại ở trên đỉnh video này, số Zalo đấy, 0902980193. Các bác vào cái số Zalo là chốt nhanh nhất, còn không có Zalo các bác gọi điện. Thì cái phiên bản đầu tiên này ấy, thì các bác vào, các bác nhắn vào là phiên bản 3 ốc titan. Đấy, 3 ốc titan, 1, 2, 3 ốc titan có 500, vân chống đồng đầy đủ, có khắc tên. Các bác nhắn địa chỉ, họ tên, số điện thoại, yêu cầu khắc tên vào. Chốt cây chặt 7, chặt 7.5 nhắn rõ vào giúp em trong Zalo. Đấy, giá của nó chính là 450.000 bao ship nhá, bao ship. Đó, bao ship cho các bác 450.000. Còn cái phiên bản số 2 của cây ương vương, đây các bác nhìn, nó có 1, 2, 3, 4 ốc titan. Đấy, 4 ốc titan có 500. Thì cái phiên bản này là 500.000 bao ship. 500.000 bao ship thì các bác nói là tôi lấy, ví dụ tôi chốt cây ưng chặt 8 này chẳng hạn, đó có 4 ốc titan, gửi về địa chỉ, họ tên, số điện thoại, khắc tên cho tôi là tên gì đấy, thì em cứ vân chống đồng này em làm đấy. Đó các bác thấy không? Rồi tiếp theo là cái phiên bản này là phiên bản 1, 2, 3, 4, 5 ốc titan có 500, thì nó 550.000 bao ship. Đó, đã bao ship các bác nhá, còn khắc tên lá các đầy đủ đấy, vân chống đồng đầy đủ như này, ốc yếc đầy đủ. Đó, các bác nhắn vào. Đấy, chốt cái đơn này là cái phiên bản này, phiên bản 3 chẳng hạn. Đấy, các bác thích phiên bản 3 thì vào bên em chốt cho các bác. Rồi, các bác lưu ý một điều đó là trong quá trình mua hàng các bác tới nơi thì các bác kiểm tra kỹ hàng hóa giúp em, coi nó có chuẩn đúng như trong video quảng cáo hay không. Đó. Rồi nếu các bác nhận hàng ấy thì em còn cho các bác thêm 3 ngày nữa để test sản phẩm. Nếu các bác có cỡ điểm nào không hài lòng được đổ trả bảo hành. Còn nếu mà các bác không ưng nữa thì các bác có thể gửi lại để bên em hoàn thủ tục hoàn tiền lại cho các bác. Đó là hàng bên em bao test 3 ngày, không ưng thì được hoàn tiền các bác nhé. Đó là cái nguyên tắc mua bán, bên em nói cho các bác như vậy. Còn sản phẩm mua hàng bên em thì uy tín cực kỳ. Đó, phôi pha là có đủ, chiếu đủ. Đó, sự thật nói lên cây ná. Thì em nói các bác là gia công, quá trình thủ công thì bo mài tất cả mọi cái thì em đã làm thủ công hết rồi. Cái vấn đề gọi là bo mài thủ công, cân chỉnh cho cây ná, cân đối. Đó, làm thủ công nó sẽ quyết định đến cái cây ná nó có đẹp, nó cân đối hay nó chuẩn hay không. Còn chất liệu của nó là inox 304. Các bác có xài cả đời cũng không bao giờ hư các bác nhé, cứ xài cả đời cũng không bao giờ hư. Nếu trường hợp các bác bắn nó không đập chạc, đó, các bác bắn nó không đập chạc, thì cái hàng ná này các bác phải hiểu rằng là nó không có giống như cái hàng máy móc. Đó, nó không giống như hàng máy móc. Máy móc thì các bác còn đắn đo rằng là bây giờ tôi mua một cái máy này nhìn nó đẹp bên ngoài thật ấy, nhưng mà rồi tôi về tôi xài được bao lâu nó hỏng, đúng không? Tôi xài được bao lâu nó hỏng. Các bác mà mua phải cái máy tàu, có khi các bác cắm điện lên phát chắc vừa xài được 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ nó cháy khét lẹt luôn. Có phải mất tiền oan không, đúng không? Nhưng cái hàng này thì em nói các bác nó là inox nhá. Nó là inox, tấm inox thôi. Cái tấm bản thân của nó là cái tấm phôi inox ban đầu như thế này. Đây, cái tấm phôi inox ban đầu như thế này, có đúng không? Có đúng không ạ? Cái tấm phôi inox ban đầu như thế này thì ai mài đẹp, ai mài công phu thì nó trở nên đẹp thôi. Đó, ai làm công phu kỹ lưỡng, bo tay hoàn thiện thì nó là ok thôi. Đó, có khắc tên lên lá đầy đủ, quá tốt cho các bác rồi. Không có một cái shop nào mà khắc tên miễn phí cho các bác, khắc vân chống đồng miễn phí cho các bác đâu. Làm cẩn thận như bên em rất là ít các bác nhá, rất là ít người làm tỉ mỉ như bên em. Đấy là nó thật, để mà bán cái giá này. Còn có những người bán lá trên 1 triệu thì cái đó em nói thật với các bác là miễn bàn rồi. Bởi vì cái đó nếu mà em làm trên 1 triệu thì em còn làm kỹ nữa cơ. Đó, em còn làm kỹ nữa. Nếu mà một cái lá mà lấy một trên 1 triệu em còn làm kỹ nữa, chất lượng sản phẩm nó còn phải trên đẳng cấp này nữa các bác nhá. Nó còn phải trên đẳng cấp này nữa. Đó là em đảm bảo các bác. Còn nhưng mà trong thời đại Covid này em không hướng đến những cái cây lá tiền triệu, bởi vì nó rất là khó bán. Hướng đến cho các bác là những cây lá bình dân, những cây lá bình dân trong tầm giá. Đó, 1/3 giá những cái cây lá cao tiền trên thị trường. Đó, hoặc là một nửa giá, hoặc tầm trung trung, để các bác có thể là 2-3 ngày công của các bác có thể làm và các bác có thể chơi theo cái niềm đam mê của các bác. Một cây lá đẹp để sưu tập thôi nhá. Nó chứ còn nó chẳng có cái gì mà thần thánh hóa cái cây lá.
lên đây cả. Còn một cây lá chuẩn thì nếu các bác luyện tập bắn chuẩn thì là nó chuẩn thôi, chứ không phải là cứ một cái cây lá các bác mua vào. Cây lá này tôi mua 10 triệu là tôi cầm lá lên tôi chỉ đâu bắn trúng đấy. Thế các bác, em nói thật các bác chứ, kể cả súng ống các bác có chỉ đâu bắn trúng đấy được không? Thế sinh ra những cuộc thi bắn súng làm gì? Sinh ra xạ thủ bắn súng làm gì? Đâu phải như vậy, người ta cũng phải biết căn ke, trừ cái quán tính, cái tốc độ gió, tất cả mọi cái nó liên quan đến đường đạn và cái laser ở trong căn laser, căn chỉnh ống ngắm trong vòng bao nhiêu mét để phải căn là cái cự ly ngắm vào cái điểm nào của tâm ngắm, chứ đâu phải là cứ ngắm là bóp cò là trúng được các bác. Đó, các bác phải hiểu là một điều đơn giản như vậy. Cây ná, trong cái cây ná thì nó đòi hỏi cái sự luyện tập nhiều nhất của các bác. Đó, mài giũa cái tinh thần và cái khả năng tập luyện ngắm và bắn trúng mục tiêu, với lại cái phong độ đều đặn của các bác nữa. Đó, chứ không phải là đơn giản các bác nhé. Rồi, ở phần cuối video thì các bác xem theo dõi video, nếu mà các bác cảm thấy là bên shop em á nó có những cái mặt hàng ok và chia sẻ nó chân tình cho các bác thì các bác nhá, các bác nhấn like và chia sẻ giúp em ha. Các bác nhấn like chia sẻ giúp em, đừng quên nhé, nhấn đăng ký kênh ở phía góc phải video này này, nhấn đăng ký kênh rồi đồng thời nhấn vào cái nút chuông ấy, biểu tượng thông báo đó, nhấn vào nút chuông đấy để các bác nhấn theo dõi những cái video giới thiệu lá tiếp theo của shop em. Đó, shop em luôn luôn chia sẻ sự thật và luôn luôn chia sẻ chân tình cho người tiêu dùng. Đó, người ta sáng suốt, người ta biết chọn được những cái sản phẩm là nói chung là chất lượng và nó phù hợp với cái tầm giá của mình để mình xài. Đó, bên em thì nó rất là thực tế thôi, thực tế là cần cái người tiêu dùng tới nơi đánh giá sản phẩm của mình, xài trong vòng 3 ngày rồi có hài lòng hay không, không hài lòng thì gửi lại bên em hoàn tiền. Đó là cái điều rõ ràng như vậy. Hàng cho kiểm tra, cho xài 3 ngày đấy, để hiểu về cái sản phẩm của bên em bán ra như thế nào. Đó, nó có đẹp hay không, xài là cái chất lượng hay không, nó đơn giản thế thôi các bác nhé. Bán hàng là như vậy. Bên em thì luôn luôn hướng đến người tiêu dùng. Thì chúc các bác theo dõi video nhiều sức khỏe. Đó, một lần nữa xin chào tạm biệt, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé.